những điều rất đỗi bình thường, nhưng với nhiều người, nó lại là một khao khát, một nỗi nhớ mong vô tận. Cháu nhớ là bố mẹ cháu học bài, muốn cho cháu đi chơi, cháu ước bố sẽ ở bên anh em cháu, bên gia đình. Khi em Nguyễn Hoàng Dũng ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang học lớp 2, thì bố em phát hiện mắc bệnh xơ gan cấp. 7 tháng là thời gian từ lúc bố em phát hiện bệnh cho đến khi bố rời xa Dũng và gia đình nhỏ. Sự ra đi của người đàn ông trụ cột gia đình ấy không chỉ để lại khoảng trống tinh thần rất lớn cho người thân, mà còn đó là cả gánh nặng không hề nhỏ về vật chất. Trong khi vợ anh, chị Bích đã nhiều năm mắc bệnh thoái hóa võng mạc, thoái hóa điểm vàng, chị đã phải 2 lần phẫu thuật để hạn chế sự phát triển của bệnh. Nhưng các bác sĩ vẫn nói bệnh của chị có nguy cơ tiếp tục tiến triển, có thể dẫn đến bong võng mạc và gây mù lòa. Từ khi mà chồng tôi mất đi thì khi mà mình nhiều đêm mình cũng không ngủ được, và mình cũng thường là suy nghĩ là nếu như mà mình chẳng may mình không nhìn thấy thì không biết là cuộc sống của hai bạn thì sẽ như thế nào. Nhưng mà luôn luôn chỉ vì nhìn thấy hai bạn còn nhỏ quá cho nên lúc nào cũng phải tự cố gắng, tự động viên mình để vượt qua, thì thôi biết ngày nào thì đến ngày đấy thôi, cũng không dám nghĩ xa. Là thương binh với mức thương tật trên 81%, đau yếu liên miên nên dù rất thương con thương cháu, nhưng người ông nội của Dũng cũng lực bất tòng tâm. Xưa là vào trong chiến đấu trong lòng địch bị thương, tôi là thương binh ngay 81%, coi là có vết thương đặc biệt. Thực ra thì bây giờ mình lo cho mình còn trả được thì làm sao mà lo cho cháu. Thấu được sự lo lắng, hiểu được tình thương mà ông bà và mẹ dành cho mình, nên mỗi ngày Dũng đều cố gắng ngoan hơn, chăm học hơn và yêu thương mọi người nhiều hơn. Không chỉ được thầy cô, bạn bè khen ngợi vì luôn là học sinh giỏi suốt những năm qua, mà Dũng còn được yêu quý bởi sự hòa đồng và tình cảm. Tôi thấy bạn Dũng là một người học sinh có ý thức học tập tốt, chăm ngoan học giỏi, trong lớp hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, hòa đồng với các bạn nên trong lớp ai cũng yêu quý các bạn này. Vui mừng chào đón quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của các vị đại biểu khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Vinh, trưởng phòng giao dịch Vietcombank Văn Giang. Đến tham dự với chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ hôm nay còn có sự hiện diện của đông đảo các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Trong hành trình chắp cánh ước mơ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đó là em Nguyễn Hoàng Dũng, học sinh lớp 4C của trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Bố mất vì mắc bệnh ung thư, mẹ cũng mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình Dũng gặp vô vàn những khó khăn. Tuy nhiên trong những năm học vừa qua thì Dũng luôn là học sinh giỏi, và điều đặc biệt khi chúng tôi tiếp xúc với Dũng thì ở em luôn có một tinh thần lạc quan, vui vẻ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Dũng sẽ được nhận một suất học bổng có giá trị là 12 triệu đồng do hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên trao tặng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin kính mời ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Tiếp theo xin kính mời ông Lưu Văn Vinh, trưởng phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Văn Giang lên trao học bổng cho em. Gia đình tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ đã trao quỹ học bổng cho cháu Nguyễn Hoàng Dũng. Số tiền này thì tôi cũng sẽ có kế hoạch là gửi tiết kiệm để lo cho việc học hành của cháu sau này.
Chương trình trao học bổng chắp cánh ước mơ có cái ý nghĩa hết sức là nhân văn và sâu sắc. Chương trình này đã có một cái sức lan tỏa rất là lớn trong nhân dân cũng như là đối với các em học sinh. Chương trình chắp cánh ước mơ này rất có ý nghĩa đối với cả các con. Thứ nhất là về tạo sự khích lệ đối với các con trong học tập tiếp theo thì cũng đem đến một sự ý nghĩa rất là lớn cho xã hội. Tôi tin rằng và rất là mong muốn chương trình chắp cánh ước mơ sẽ được đến với nhiều đơn vị nhà trường, nhiều các em học sinh hơn nữa. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Với quý vị và các bạn, chúng tôi xin được dành lời cảm ơn vì đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn nếu có đồng cảm với trường hợp nào thì xin hãy chia sẻ với các em để có thể vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống của các em và có thể giúp các em thực hiện được ước mơ của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin.